Defensively, I think they're playing Ejim extremely well. They're being physical without fouling her, and they're just not letting her get some good, easy looks. Offensively, taking care of the basketball. No turnovers, come down and get good looks at the bucket. Alo, alo, Linh quay trở lại rồi. Bây giờ chúng ta tập trung vào trận đấu nha. Tỷ số đang là 12-8. Cú ném 3 ngay. Có 3 điểm được ghi dành cho California. Và đang là một khởi đầu rất tốt dành cho đội chủ nhà. Khoảng cách 7 điểm nó tạo ra rồi. Thảo My. Ivan. Thảo My nhận bóng. Thảo My tiến vào trong. Một nhịp pump fake chưa ném được. Còn 7 giây cho shot clock thôi. Cú ném 3 ngay. Chưa có 3 điểm được ghi vào rebound dành cho California. Tiếp tục là cơ hội kéo điểm dành cho đội bóng áo vàng. Không có lỗi tấn công, cú ném 3 điểm không thành công. Bóng quay trở lại với Thảo My. Khoảng cách đang là 7 điểm. Có khoảng trống, Thảo My cut and shoot 3. 3 điểm được ghi dành cho Thảo My. Quả ném 3 quan trọng vào lúc này của Gonzaga. Vừa rồi là điểm số thứ mấy nhỉ? Chưa kịp cập nhật box score. Bốn điểm cách biệt nữa rồi. Kích ra ngoài có khoảng trống, số 7 của đối phương tiến vào trong. Rất to, thả floater bánh shot nhưng có lỗi mất rồi. McIntosh, kick out. Mọi người check qua giúp mình một chút xem là đường hình đường tiếng ok chưa nha. Mọi người check giúp mình một chút đường hình đường tiếng ok chưa, có bị to nhỏ gì không. Còn nếu cần điều chỉnh thì có thể nhắn lên khung chat nha. Mi 4 điểm, ok ok. Ném 2 được 1 thôi. Thảo My lấy lại bóng. Khoảng cách đang là 5 điểm. Đường truyền rất nhanh, Calistoc tiến vào trong. Lay up hơi khó. Và trọng tài xác định là bóng biên dành cho Gonzaga. Tough take by Stokes. Get another chance at it. Ok rồi thì mọi người điểm danh số 25 nha. Điểm danh lại số 25 để đồng hành cùng với Gonzaga ngày hôm nay. Thảo My. Cú ném 3 ngay. Có 3 điểm chưa thành công nhưng có offensive rebound của Hyburn. Kích ra ngoài, đánh chậm lại nào. Còn 15 giây tấn công. Elijah. Còn 9 giây, cú ném 3 ngay. Cũng chưa thành công nhưng có thêm một offensive rebound nữa. Kích ra ngoài. Đường truyền. Vẫn chưa có 2 điểm được ghi. Và bóng lên dành cho California. Một loạt những tình huống tấn công nhưng chưa thể ghi điểm của Gonzaga thì hôm nay. Số vẫn đang là 16-11. Khoảng cách là 5 điểm. Đội bạn luân bóng khá tốt. Tiến vào trong. Lại kích ra. Đây là cầu thủ mang số 1 của California. Đó là Midos. Bên hơi khó đọc. Pull up, ném mid range. Không thành công nhưng có offensive rebound. Chạy cướp rất tốt và có một cú steal của Thảo My. Thảo My cầm bóng. Đường chuyền hay. Hai bên lay up có 2 điểm được lên dành cho Gonzaga. Khoảng cách được kéo về con số 3. Lay up không tốt rồi. Và bóng quay trở lại với Gonzaga. Gỡ điểm nào. Thảo My, tốc độ của Thảo My. Chưa được. Eliza cut and shoot 3. Một em 3 chưa thành công. California đang là đội bóng có record từ đầu mùa giải là 7-1. Họ mới thua có một trận thôi. After those last couple possessions, his Zags are now with 7 offensive rebounds. Boxing out something that Coach Smith also has been impressing upon her team all season. She was happy with the effort against St. Mary's. We need to keep that up here this evening. McIntosh calling out a set. McIntosh to Twidale. Twidale on the drive, no.
Dali Stoke, khoảng cách vẫn đang là 3 điểm thôi. Eliza đột phá nhưng bị block đến từ đội bên phía đội bóng áo vàng và sẽ có bóng biên dành cho Gonzaga. Ghi một còn 1 phút 19 giây. Và đột phá nhưng hàng phòng ngự của đội bạn là quá to. Biệt danh của California là Golden Bear, chú gấu vàng. What is it going to take for her to try to start to get the shooting to come around as well? Just keep shooting. It sounds so easy. Shooters need to shoot. Tạt bóng biên. Ta xác định là có lỗi từ trong pin và bóng biên tiếp tục thuộc về Gonzaga. They're going to give it to Onya. Foul call on the baseline inbounds play. 7-1 đấy. Chỉ nghĩ là nó mạnh lắm ấy. Just kind of make a contact and hold her down with the armbar. Có khoảng trống. Trọng tài xác định là lỗi tấn công lỗi phòng ngự. Thêm một lỗi nữa của California và họ đã mắc lỗi đồng đội thứ tư rồi. Gấu vàng có giống cầu vàng không á? Không biết nữa. Ui, chấn thương rồi. Số 15 của đội bạn đang gặp chấn thương. Đó là Camry Martin. Đây là một tình huống mà Martin đã ngã và sau đó ngã vào đúng vị trí di chuyển của Thảo My. As a little. Spin move, nhưng đó là một tình huống mắc traveling của As a little. Cal cannot afford another injury. Mastrov out right now dealing with an ankle injury and then you want a Crimelian. Khoảng cách đang là 3 điểm thôi. Cố gắng gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại nào. Coach is hoping she'll be back soon but doesn't want her to push it. They need her for Pac-12 play and that's got to be the focus. 51 giây. Cố gắng thủ pha này và sau đó lên điểm ở tình huống tiếp theo. Đột phá rất khỏe. Trọng tài lại thổi lỗi mất rồi. Suarez is a tough check. That's a physical move. Egypt's just trying to battle every step. Lỗi là của Egypt. With 4 points, 1 for 2 from the floor, she'll go to the line. Puts it on the floor. Pha đột phá rất mạnh mẽ của cầu thủ mang áo số 7, đó là Mata Suarez. Cũng là một cái tên được để mắt khá nhiều ở bên phía California, nhưng một phạt hỏng rồi. Aside from Ioana Crimili, who was averaging 15 points after getting injured following 3 games, Suarez leading this Golden Bears team in scoring 14.5 points. Em 2 được 1 và khoảng cách là 4. Còn 45 giây. Ejim. Đột phá từ Ejim. Rất mạnh mẽ. Tình huống chuyền bóng thì chưa thành công. Vẫn sẽ là bóng xuống dành cho Gonzaga. Sau NCAA nữ đánh 4Q 10 phút mà NCAA nam đánh 2 hiệp 20 phút á. Thực ra là cũng như nhau mà. Nó vẫn là 40 phút mà. Làm gì có chị em nào đâu á. Ô bên này toàn chị em mà. Bên này thì đầu cầu ấy toàn chị em thôi. Bây giờ tôi điểm danh phát là anh em hiểu ngay này. Chị em nào đang xem này, điểm danh cho mình số 25 nhá. Điểm danh một phát là anh em hiểu luôn này. Đang có một chấn thương ở mũi của số 12. Đó là Lên. Đấy, 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 nhảy thấy chưa? Bên này toàn các chị em phụ nữ mà. Vậy đang có một tình huống official review của trọng tài. What type of impact do you see this young woman having throughout the season on this Golden Bears team? Well, she's got size. Đấy, tôi bảo rồi, các chị em không điểm danh thì thôi, điểm danh một cái là anh em không kịp nhìn đâu. Đang có một tiếng episode review, mình còn chưa kịp nhìn là tiếng va chạm ở đâu. Kayla Williams, no foul is the final call after the official review. Lane, though, still having some conversations there over by the bench.
Vẫn còn 32.2 giây. Vẫn sẽ là bóng biên dành cho Gonzaga. Còn 20 giây tấn công trên shot clock. Thảo My cầm bóng. Chút nữa thì mất bóng. Eliza. Còn 6 giây, cú ném mid-range chưa có điểm. Trọng tài xác định sẽ là bóng lên dành cho California với 13,3 giây tấn công còn lại. Already 9 offensive rebounds for Gonzaga and they were close to getting a 10th. But they're only shooting 23%. So there's Kalistok quay trở lại sân ở 13,3 giây cuối. Gonzaga with the edge in total rebounds as well, 18-10, but the offensive rebounds, what's hôm nay offensive rebound của Gonzaga là khá nhiều. 9 so với 1 của đối phương. Thủ hay và có cướp bóng. 2 giây, 1 giây. Có kịp làm gì không? Không được rồi. Xa quá. Ném phục tới. Và khoảng cách sau khi khép lại quý 1 đang là 4 điểm dành cho California. 17-13. Một hiệp đấu chưa phải là quá tốt của Gonzaga, nhưng mà họ cũng đã kịp quay trở lại ở khoảng thời gian cuối hiệp. Thi đấu thứ 2 giữa Gonzaga và California. Tỷ số đang tạm thời là 17-13. 4 điểm cách biệt nhưng về phía đội bóng áo vàng. Thảo Vy. Hybern có screen nhưng chưa thoát được người. Được truyền dành cho E-Dream. Cut and shoot 3 ngay, nhưng đó là cú ném hơi thiếu lực. Có offensive rebound. Có khoảng trống, cut and shoot 3 tiếp. Đập vành 2 lần nhưng cũng chưa có điểm số được ghi dành cho Gonzaga. Số 12 của đội bạn khá to. To hơn nhiều so với E-Gym luôn. Williams. Markley Williams. Đột phá và có cú ném mid-range ghi điểm của Mata Suarez. Mata Suarez cũng là một cái tên cần phải được để ý ở hàng tấn công của California. 19-13. Thảo Vy tiến vào trong, được kiến tạo hay và 2 điểm được ghi dành cho hai bên. We have a two-part, so Saturday will be the clinic and the charity game. 19-15. That would be an opportunity for us to raise donations. Khoảng cách vẫn đang là con số 4. Get toys, so that way we can donate it to our actual drive. Williams. Which is December 16th. Được truyền dành cho Magnus và đó là một tình huống thổi lỗi tấn công đến từ trọng tài. Lỗi tấn công của các cầu thủ bên phía California. Đó là lỗi của Magnus. Bóng quay trở lại với Gonzaga. Thảo Vy là người cầm bóng lên. E-Dream. Kèo kèm khá rát và trọng tài xác định là bóng luân phiên. Và bóng quay trở lại với các cầu thủ bên phía California. And I knew growing up I just wanted to help kids stay with their families and make sure they're being treated the way that they're supposed to be treated. So I decided to major in social. Rồi là pha để mất bóng của Thảo Vy. Có screen, đột phá vào trong của Magnus Williams. Và kích bóng liên tục. Mata Suarez được truyền ra vạch 3 điểm. William ném 3. Tư thế ném nó không đẹp lắm. Nhưng đó vẫn là một cú ném không thành công và bóng lên dành cho Gonzaga. Vẫn đang là 4 điểm thôi. Cố gắng gỡ điểm nào. Thảo Vy. Đây là E-Gym. Dìm đối mặt với số 12 của đối phương rất to. Xuất sang vị trí của Thảo Vy. Tiến vào trong bên. Lấy up có 2 điểm được ghi bởi E-Dream. Vừa rồi là điểm số thứ 4 của E-Dream rồi. 17-19. Khoảng cách còn 2 thôi. Hình như đây là lần đầu tiên mà hai đội gặp nhau thì phải. Williams. Cut and shoot 3. Không có 3 điểm được ghi dành cho California và cơ hội gỡ điểm dành cho các cầu thủ bên phía Gonzaga. Cú ném 3 ngay. Không có 3 điểm được ghi rồi.
Một tình huống mà đội bạn đã bẻ cổ chân của Thảo My, ngã khá đau. Và có 2 điểm được ghi dành cho California. 21-17. Cắt bóng rất nhanh. Tinh thần của California đang lên khá cao. Mata Suarez có cú kick bộ. Chúng ta vừa xem lại pha handle, đó là rất hay đến từ cầu thủ mang số 1 bên phía California, đó là Leoni Manos. Cú ném mid range, bóng trắng rổ ra ngoài, rebound của Cali Stock. Thảo Vy. Hyman. Maxwell hôm trước đã có một trận đấu rất cháy và hy vọng hôm nay cũng vậy. Nhưng mà bây giờ thì chưa. Tiếp tục là một tình huống bóng luân phiên mà bóng vẫn ở lại với Gonzaga. Ở đấy thì đội bạn crossover hay quá. Oh my god. I'm gonna try not to get emotional right now. But like I said, I was taking in to their family when I was. Mọi thứ vẫn đang khá là khó khăn. Ở hiệp thứ hai này dành cho Gonzaga. But just to watch me and come and support me and come to my game. Chạy cắt đến từ Cali Stock, lên rổ bị phạm lỗi và sẽ có 2 quả ném phạt. That was just thrown in my way because she saw me face a lot of things just because of where I grew up at. So I definitely had to be disciplined. But it was great to have her. Nhỏ tới bình luận bên kia. Okay, okay. For her to come on an unofficial visit, like I said, and I didn't think anything deep into it. You know, the only thing I was thinking about is like I want to choose a great school and have a great education. But I did not. Một pha thành công của Cali Stock. The big impact that I had on her. And during the process, cách thì nó vẫn chưa phải là quá xa. Nó cũng chỉ là 2-3 điểm thôi. Vẫn có thể gỡ bất cứ lúc nào. Hai pha chính xác của Cali Stock. Và khoảng cách được rút về con số 2. 19-21. Mata Suarez. Thủ khá nhiệt từ Cali Stock nhưng chưa thành công. Malonos. Tiếp tục là Mata Suarez. Đột phá vào vị trí của Eliza. Một pha pump fake rất hay và Eurostep có điểm được ghi bởi Mata Suarez. Thảo Vy. Đột phá rất nhanh. Kích ra ngoài. Có khoảng trống. Eliza cut and shoot 3. Này Eliza cũng ném không tốt. Khoảng cách là 4. Đột phá vào phía trong và đó là tiếng phạm lỗi của Thảo Vy. Sẽ có 2 quả phạt dành cho Malonos. Footwork khá hay đến từ Mata Suarez mặc dù có một cái thể hình khá là to. But I was like, if I go to USC, I'm too close to home. I might get distracted. I need to go somewhere where I'm able to get a great education and where I'm able to just nhỏ quá mất tiếng sân à. And just become the person who I am today. And like I said before, một pha thành công. One of my greatest decisions I made in my life because now today I hear people and kids talking about I hated college or I transferred this. I was like, dang, I'm happy I didn't get to experience that. Because I really feel like here at Cal, it was always bigger than basketball. Basketball was just your job. Basketball was just your job. But they were more focused on what else can you bring to the table outside of basketball. And yeah. 25-19. Đột phá vào trong, đường truyền ra ngoài hợp lý. Cali Stock ném ba, chưa thành công. Nhưng có offensive rebound không? Nhưng trọng tài xác định là có lỗi của Hyman. Vừa rồi là lỗi tấn công trong tình huống tranh rebound. Khả năng ném rổ ngày hôm nay của các cầu thủ bên phía Gonzaga cũng là không tốt. Malonos. 19-25. Mata Suarez tiến vào trong, đường truyền ra ngoài, pump fake chưa ném.
Pha xử lý là của số 11. Tiếp tục là Malinos. Xoay sở cực kỳ khó chịu. Tiến vào trong, đường truyền và rơi bóng rồi. Cướp bóng thành công đến từ Gonzaga. Kalistok đột phá, kích ra ngoài. Đây là Thảo Vy, đưa bóng dành cho Eliza. Chuyển vào cho Ejim và có 2 điểm ở dưới pin dành cho Ejim. Vẫn là một pha xử lý tốt ở trong khu vực hình thang của Ejim. 21-25. Khoảng cách thì nó vẫn không phải là xa. Mọi thứ vẫn đang là ổn. Mata Suarez có khoảng trống cú ném 3 điểm. Không thành công rồi nhưng nó vô tình trở thành một đường truyền. Lại kích ra ngoài Malinos for 3. Không có 3 vào rebound của Ejim. Tốt này. Cơ hội lên điểm. Đường truyền nhanh, có khoảng trống, cắt and shoot 3. Chưa có 3 điểm thành công nhưng trọng tài xác định là có một tình huống phạm lỗi trong nỗ lực tranh chấp rebound của Gonzaga. Lỗi mọi người bịp nha. Rồi, chúng ta đến với 4 phút cuối của quý 2. Tỷ số đang là 25-21 nghiêng về phía California. Thế trận thì đang là khá khó khăn, còn về mặt điểm số thì nó cũng chưa phải là một cái gì đó quá đáng lo. Nhưng vừa rồi là pha chạy cắt đáy rất hay và có một tình huống kiến tạo của Malinos. Và điểm được lên dành cho số 12. Đó là Ila Lin. 27-21. Thảo My. Ezolito. Chuyển bóng ra ngoài dành cho Thảo My. Còn 9 giây tấn công thôi. Có khoảng trống, ném 3 ngay. Chưa có 3 điểm được ghi. Nhưng có offensive rebound của Ezolito. Rất nỗ lực. Thảo Vy nhận bóng. Biến vào từ Thảo Vy. Không có lỗi. Và bóng đã quay trở lại. Nhưng trọng tài xác định là có lỗi tấn công đến từ Thảo Vy với Ila Lin. Đang khá là bí bài trong khả năng tấn công của Gonzaga ngày hôm nay. Marinos cũng là một cầu thủ cầm bóng đang khiến cho Gonzaga gặp rất nhiều khó chịu với khả năng luân bóng cũng như là di chuyển cực kỳ hay của mình. Đường chuyền vào phía trong và N1 dành cho California với Ila Lin là người lên điểm. Quá to. Ila Lin cao 6'4". Một cơ hội cho một cú 3 point play. Gần như là to gấp đôi những cầu thủ bên phía Gonzaga trong những pha tranh chấp dưới rổ. Và vừa rồi là quả ném phạt thành công. 3 point play. 30-21. 9 điểm cách biệt rồi. Ila Lin có 7 điểm. Ezolito ném 3. Ném 3 quá mạnh của Ezolito và không có 3 điểm được ghi. Đang khá bế tắc trong khả năng tấn công. Đường chuyền này thì hơi mạnh rồi. Bóng quay trở lại với Gonzaga. Khoảng cách vẫn đang là con số 9. Clyde O'Connor cùng với Eliza quay trở lại sân. Hiệu suất ném 3 điểm ngày hôm nay của Gonzaga đang là khá tệ. Họ ném 27. Field goal có 11.8% thôi. Vẫn đang là một bài toán khá là khó giải dành cho cô Lisa và các học trò. Maxwell. Này à, 9 giây, đột phá từ Thảo My, thả floater nhưng đó là tình huống floater không chính xác. Trọng tài xác định là lỗi cản người và sẽ có 2 quả ném phạt dành cho Thảo My. 2 phạt cho Thảo My nha, với lỗi cản người của Malinos. Cầu thủ đang đem lại rất nhiều khó chịu dành cho hàng thủ của Gonzaga từ đầu trận với những pha luồn lách phân phối bóng liên tục. Một phạt thành công. Kaylee Trong makes the first. The graduate student guard, her and her twin sister Kaylin and Kaylee.
two of the proficient and prolific guards on this team, both incredible three-point shooters. Ném hai được một thôi. Hôm nay thì hiệu xuất phạt của Vi cũng đang là 50%. À, của Mi là 50%. Không tốt lắm. Mata Suarez đối mặt với Eliza, đột phá vào trong rất nhanh và thủ hay đến từ Naya. Trọng tài xác định là lỗi, loose ball foul đến từ California. Khoảng cách lại là con số 8. 1 phút 40 giây. Eliza, Claire vẫn đang thoát được người, đường chuyền hay, kích ra ngoài, bóng trở lại với Thảo My. Có khoảng trống, Maxwell pump fake tiến vào trong, pull up ném mid range, chưa có điểm số được ghi nhưng có offensive rebound. Maxwell tiếp tục là một quả ném 3 điểm và bây giờ là 3 điểm được ghi dành cho Maxwell. Quả ném 3 quan trọng của Maxwell. Điểm số hình như là thứ 6 của Maxwell từ đầu trận. 30-25. Lô choi nha. Ủi quá khỏe đến từ Ila lên. Và lại là 2 điểm nữa được ghi. 32-25. Khoảng cách vẫn là 7. 48 giây. Này à. Thảo My đột phá, đừng truyền ra, cú cut and shoot 3. Chưa có 3 điểm của Eliza. Hôm nay Eliza tay ném cũng không được ok cho lắm. 2 điểm nữa được ghi dành cho California và khoảng cách bây giờ là con số 9 rồi. Góc quay này hơi cao. Còn 14 giây. 4 giây cho đợt tấn công cuối cùng. Thảo My đường truyền cho Maxwell, pull up ném mid range, chưa có điểm nhưng có offensive rebound của Claire O'Connor. Thảo My ném 3 điểm thành công, 3 điểm quan trọng của Thảo My để khép lại hiệp thi đấu thứ hai và khéo khoảng cách về con số 6. Buzzer beater dành cho cú ném 3 vừa rồi của Thảo My, nỗ lực rebound tuyệt vời của Naya cùng với Claire O'Connor và cơ hội đã đến với tay của Thảo My ở ngoài vạch 3 điểm với cú ra tay thành công ở góc chính diện. Khoảng cách được kéo về con số 6 và mọi thứ vẫn còn ở phía trước ở Q3 và Q4. Record của California trên sân nhà từ đầu mùa giải đến giờ đang là 5-1. Đang là một phong độ thi đấu sân nhà rất ổn. Cú ném 3 vừa rồi là vô cùng quan trọng của Thảo My để kéo khoảng cách nó không đi quá xa và giúp cho Q3, Q4 nó sẽ hấp dẫn hơn. My cũng vừa có điểm số thứ 8 của mình rồi. À đâu, 10 chứ. Có 10 điểm của Thảo My rồi. Làm tí nhạc nhỉ. Mỹ 10 điểm rồi nhá. Tôi thấy box score giờ làm sao. Hỏng ơi, hỏng ơi. Tối nay trao giải luôn đấy. Khả năng tối nay bế mạc. Chúng ta chuẩn bị bước vào hiệp đấu thứ 3. Tiếng hơi bé nhỉ, nhưng mà để to lên thì nó lại vướng tiếng nhà đài quá. Cố gắng lên nào, khoảng cách là 6 điểm thôi. Mọi thứ vẫn ở phía trước. Cơ hội là còn nguyên. Sẽ là bóng biên dành cho các cầu thủ California ở hiệp đấu thứ 3 này. Rồi, quay lại với hiệp 3.
Tỷ số đang là 34-28, khoảng cách là 6 điểm nghiêng về phía California. Williams lay up có điểm của Williams trong một tình huống đối mặt trực tiếp với Thảo Vy, khi mà Vy cũng không dám phòng ngự quá căng khi đã mắc foul trouble, và vừa rồi là một tình huống chuyển bóng lên rất nhanh và có một kiến tạo dành cho E-Gym. Lấy bóng tốt từ Thảo Vy, phán đoán hay và cướp bóng, đường truyền dành cho Thảo Vy. Vy hai giờ bách kiến tạo dành cho E-Gym, hơi loằng ngoằng, cú ném 3 điểm. 3 điểm được ghi dành cho Thảo Vy. Hơi loằng ngoằng nhưng vô tình lại trở thành hay. Điểm số đầu tiên của Thảo Vy. Và khoảng cách bây giờ còn lại 3 điểm thôi. 36-33. 5 điểm liên tiếp được ghi ở trong hiệp đấu thứ 3 này. 6 kiến tạo và 3 điểm dành cho Thảo Vy. Mata Suarez, một cú ném mid-range chưa có điểm và một pha box out chưa đủ tốt. Malinos, Williams. Tiếp tục là Malinos switch người sang vị trí của Thảo Mi. Williams đột phá vào trong, step back ném mid-range, có 2 điểm với cú ném khá mượt từ Williams. 38-33, khoảng cách 5 điểm. Thảo Vy nhận bóng, đường truyền cho E-Gym vẫn bắt được. Đưa bóng ra dành cho Thảo Mi. Maxwell, tiếp tục là Maxwell. Còn 9 giây cho shot clock. Đột phá nhanh, đường truyền ra E-Gym chống trải ném mid-range rất mượt với một cú vẩy ở tình huống cổ chai. 38-35. Khoảng cách vẫn là 3 điểm. Mọi thứ vẫn đang ở trước mắt. Và tín hiệu tích cực nó đã trở lại ở trong hiệp thi đấu thứ 3 này, với những pha dứt điểm chuẩn xác hơn. Malinos xoay sở khá khéo từ Malinos, nhưng đường truyền nó hơi khó và bóng quay trở lại với Gonzaga. Trọng tài xác định là bóng lên. Thêm một kiến tạo nữa của Thảo Vy. Vừa rồi đã là kiến tạo thứ 7 rồi. Liệu hôm nay có thể cán mốc được 10 kiến tạo hay không? Thảo Vy đưa bóng cho E-Gym, đối mặt với số 0 của đối phương. Hybern đã vào sân. Maxwell cut and shoot 3, cú ném 3 điểm rất mượt với tình huống cut and shoot đến từ Maxwell. 38 đều, tie game. Điểm số vừa rồi là điểm số thứ 9 của Maxwell với quả ném 3 tấn công thứ 3. Pull up ném mid cũng là 2 điểm được ghi dành cho California. Vẫn chưa có cơ hội vượt lên. Hybern lay up, có 2 điểm nữa được lên cho Hybern. Điểm đang lên khá đều, 40 đều. Malinos đang là một khởi đầu quý 3 rất ấn tượng đến từ Gonzaga. Field goal là 100%, 5/5. Còn California cũng là 3/5. Mata Suarez và E-Gym, step back ném 3 điểm của Mata Suarez không thành công rồi. Và có rebound dành cho E-Gym. Bóng trả lại cho Thảo Vy. Đây là Thảo Vy tiến lên, đường truyền nhanh, Maxwell chống trải ném 3 điểm, chưa thành công mất rồi. Ôi hỏng ơi, Thảo Vy đang hơi có dấu hiệu bị đau. Malinos switch sang vị trí của E-Gym. Lại là Maxwell, đây là Mata Suarez. Trọng tài xác định là có một lỗi tấn công. Lỗi tấn công của các cầu thủ California. Và bóng quay trở lại với Gonzaga. Cơ hội để kéo điểm này. Cơ hội vượt lên. E-Gym. Bóng được đưa cho Maxwell. Một cú ném mid. 2 điểm nữa dành cho Maxwell. Một pha chạy cắt. Và có một cú cut and shoot mid-range chính xác đến từ Maxwell. 42-40. First lead từ điểm số 7-4. Và timeout đến từ các cầu thủ bên phía California, khi khoảng cách bây giờ là 2 điểm nghiêng về phía Gonzaga. Just pushing tempo off made shots. The made shots by
Nhiều anti nhất thì không bác vịt. Nhớ hôm bác vịt vào phòng bình luận bảo Chelsea có thể đỏ đấy, không hôm sau ra thấy nhiều tin nhắn chửi hết trường. Vì bóng rổ không có ai nhiều fan á, cái này mình cũng không biết. Rồi, ta sẽ quay trở lại với hiệp đấu thứ 3. Tỷ số đang là 42-40. Phất lít từ điểm số 74 của Gonzaga trong trận đấu này. Họ đã vượt lên ở quý 3 và san lấp được khoảng cách 6 điểm. Mata Suarez. Pha handle khá hay từ Mata Suarez. Pha phòng ngự cũng rát đến từ Eliza, nhưng vẫn có 2 điểm với pha layup khá dẻo đến từ số 7 của California. Dù thể hình khá đồ sộ nhưng footwork vẫn khá là mượt đến từ Mata Suarez. Hai bên. Bóng được đưa cho Eliza. Maxwell tiến vào trong, pull up. Cú ném midrange hơi thiếu lực của Maxwell khi mà tư thế dứt điểm không phải là có thuận lợi. Williams. Đột phá nhanh từ William. Thủ hay và có cướp bóng không? Chưa cướp được. Vẫn là bóng của các cầu thủ bên phía California. Malonos có screen từ Mata Suarez, xuyên sang vị trí của Thảo My. Tiếp tục screen. Mata Suarez ném 3 điểm. Bóng tráng rổ một lúc và đi ra ngoài. Rất may. Có may mắn đã đứng về phía Gonzaga khi mà bóng trao liệng trên rổ và đi ra ngoài. Bóng dành cho các cầu thủ Gonzaga. May quá. Tham ảo có lẽ đến từ Cảm ơn bác Sam nha. Rồi quay lại với trận đấu. Bóng dành cho Gonzaga. Thảo Vi là người cầm bóng lên. E-James. Eliza. Pha luân bóng rất hay và đường truyền nó vẫn tới bên tay của E-James. Mất tới 2 nhịp nhưng vẫn chưa có điểm số được ghi. Nhưng có 2 offensive rebound. Cú floater cũng chưa có điểm luôn. 3 pha dứt điểm liên tiếp hơi thiếu may mắn. Và đội bạn cũng vậy. Hai đội đang thi nhau đáp ra ngoài ở phút vừa qua. Thảo Vy. 4 phút cuối đối mặt với Malinos. Eliza chống trải góc không độ. Kalistok tiến vào trong. Suýt nữa thì travel. Chậm lại nào, 7 giây. Thảo Vy đột phá vào trong, đường truyền hay. E-Gym chống trải, cú ném midrange và có 2 điểm được ghi. Vừa khít với shot clock tấn công của E-Gym. Vừa rồi đã là điểm số thứ 12 của E-Gym rồi. 4-4-4-2. Malinos đường truyền cho Mata Suarez. Đối mặt với E-Gym. Đây là Williams. Như vậy là điểm số thứ 14 của E-Gym rồi. Tình huống thủ không thành công khi trọng tài bắt lỗi của E-Gym. E-Gym cũng đã mắc lỗi cá nhân thứ 3. Cuốn có là bóng chuyền không? Mình không. Bộ môn bóng chuyền, bộ môn tôi mù, không biết gì. Thực ra muốn thì cũng làm được thôi, nhưng mà cũng khá là mất thời gian tìm hiểu lại khi mà kiến thức gần như là bằng không. Vậy là E-Gym mắc foul trouble rồi, 3 lỗi. Giải sinh viên Mèo đánh 30 giây shot clock mà giải sinh viên Việt Nam đánh 24 giây. Nó cũng tùy giải thôi anh em. Mỹ thì cái gì nó chả đi riêng. Mỹ thì cái gì nó chả đặc biệt. Thì có làm gì có cái giải nào đánh 12 phút thì NBA đâu. Điểm số thứ 11 của Ila lên. Trọng tài thổi lỗi của California. Và vừa rồi là lỗi đồng đội đầu tiên thôi. Hai đội vẫn đang kiểm soát rất tốt lỗi đồng đội trong hiệp đấu thứ 3 này. Lenny Macintosh cũng đã mắc 3 lỗi cá nhân rồi. Chưa có khoảng trống dứt điểm, còn 8 giây. Đột phá từ Eliza. Tiếp tục là Eliza. Lay up rất nỗ lực và đem về hai quả đánh phạt của Eliza, đánh thẳng vào vị trí của Ila lên.
for 4 from 3. Chung với Phi cũng 12 phút à? À, ở Trung Quốc thì 12 phút rồi, còn Philippines thì mình không nhớ lắm. Một phạt thành công. Hôm nay thì Eliza cũng vừa có điểm số đầu tiên thôi. Là một ngày ném không tốt lắm, ném 0-7. Chào bác Park Duy Sung nhé. Hai phạt chính xác. Hai điểm đầu tiên của Eliza và tiếp tục có khoảng cách dẫn trước dành cho Gonzaga, 46-44. Williams đánh vào vị trí của Eliza, tiếp tục là Williams xoay sở khá khéo, lay up không có điểm rồi và bóng quay trở lại với Thảo Vy. Lên bóng nào, tiếp tục kéo điểm. Đang đợi đồng đội dâng cao của Thảo Vy, quyết định đánh chậm với 2 phút 23 giây cuối. Eliza nhận bóng, đường truyền vào phía trong. Hyman có một khoảng cách gần rổ và có pha layup tay trái thành công. 48-44. Khoảng cách 4 điểm được tạo ra và đây là khoảng cách lớn nhất từ đầu trận mà Gonzaga tạo được trước California. Thảo Vy 9 kiến tạo rồi, sắp có 10 kiến tạo ngày hôm nay. Martin đột phá vào trong. Một pháo thủ tốt, nhưng vỡ kìa, tay đội bạn hơi bị lỏng rồi. Một pháo thủ tốt từ Calistoc và có offensive, à chính xác hơn là defensive rebound. Thảo Vy. Calistoc đưa bóng vào cho Hyman. Vẫn sẽ còn bóng biên dành cho Gonzaga. Hyman có một tình huống đè mặt đối phương rất tốt khi chiếm được ưu thế với thể hình vượt trội của mình. Matasorek đang nghỉ. À nhầm, vào sân nhé, thay thế cho Ilalin. Martin cũng ra nghỉ luôn. Thảo Mi vào sân. Có screen của Hyman. Nhận bóng từ Thảo Vy. Chưa có khoảng trống dứt điểm. Đột phá vào trong. Rất nhanh, được truyền ra ngoài. Calistoc pull up ném midrange. Chưa có điểm số được ghi, nhưng có rebound dành cho các cầu thủ California. 1 phút 18 giây cuối. Thủ nào? Mata Suarez. Đây là Marcinhos. Mata Suarez đối mặt với Eliza. Có khoảng trống ở góc không độ, ném 3 điểm không thành công rồi. Vào rebound dành cho Calistoc, vừa có va chạm nhưng không có gì cả. Thảo Mi cầm bóng lên. 55 giây cuối. Không field goal trong vòng 5 phút vừa qua. Hyman. Đội bạn có vẻ là hết phép trong quý 3 rồi. Thảo Vy phối hợp cùng với Thảo Mi. Vẫn chưa được. Còn 11 giây tấn công. Thủ khá rát. Còn 5 giây. Và cướp bóng thành công đến từ các cầu thủ bên phía California. 28 giây cuối. Quyết định đánh chậm không? Và đó là quyết định đánh chậm đến từ Marcinhos. Cố gắng thủ thành công tình huống này thì sẽ có một lợi thế khá ổn ở trong hiệp đấu thứ tư. Shot clock và game clock đang bằng nhau. 9 giây. Marcinhos switch sang vị trí của Eliza. Bây giờ theo kèm là Thảo Mi. Cú ném 3 của Mata Suarez. Có 3 điểm được ghi ở thời khắc cuối cùng của hiệp đấu thứ 3. Quả ném 3 quá tốt từ Mata Suarez. Khoảng cách lại được kéo về con số 1. Một cú ném 3 quá đúng lúc của Mata Suarez. Rất đáng tiếc là Gonzaga lại không thủ được tiếng cuối này. Và để cho Mata Suarez ném thành công quả ném 3 ở cuối quý 3 và khoảng cách trước khi bước vào 3 điểm 9 kiến tạo. Người đang dẫn đầu danh sách ghi điểm của California ngày hôm nay chính là Mata Suarez với 14 điểm ghi được. 14 điểm field goal, 5-12, 6 rebound, 3 kiến tạo. Quay lại với quý 4 và bóng trong tay của Gonzaga. Cố gắng nào, và ghi điểm danh số 25 để chúng ta bước vào quý 4. Chờ đợi vào một màn thể hiện bùng nổ của Gonzaga trong hiệp đấu này.
Maxwell cũng đã quay trở lại sân. Ejim đột phá vào trong, rất mạnh mẽ và đem về hai quả đánh phạt với lỗi của cầu thủ mang áo số 0 bên phía California. Đó là lỗi của Onia. À không, như vậy là bóng biên thôi, không phải là phạt. Thảo My. Tiếp tục là Thảo My. Đường truyền dành cho Eliza, ném 3 ngay. Không có 3 điểm được ghi. Tình bóc rào khá tốt đến từ California và đây là cơ hội để họ lên điểm. Macintosh. Đường truyền hơi mạnh và Maxwell là người cướp được bóng. Thảo My. Ejim nhận bóng ở vòng ngoài. Đây là Thảo Vy đối mặt với Williams. Maxwell chạy cắt, cú ném 3. 3 điểm rất hay. Một tình huống chạy cắt. Cắt đến số 3. Những cú ném làm chúng ta gợi nhớ về phong độ đỉnh cao của Klay Thompson. 51-47, khoảng cách 4 điểm được tạo ra bởi Gonzaga. Mata Suarez. Macintosh. Tiếp tục đột phá đường truyền ra góc không độ. Đội bạn ném 3 điểm cũng thành công. Cũng là một quả ném 3 đáp trả. Thảo Vy đã có 10 kiến tạo rồi. Vẫn là khoảng cách 1 điểm thôi. Thảo Vy. Field goal ném 3 của Gonzaga là 7-25. Còn của đội bạn là 4-14. Ejim đột phá rất dẻo. Lay up không có điểm. Rất tiếc là không có end one. Sẽ có hai quả phạt dành cho Ejim. Lần này thì là hai phạt thật rồi. Đó, chúng ta có nhớ lại hình ảnh của Klay Thompson ngày xưa. Ngày xưa nhé, bây giờ thì không. Bây giờ khéo ném không bằng Maxwell. À, không, không có phạt à? Sao quả đấy không có phạt nhỉ? Quả đấy lỗi dứt điểm mà. Đường truyền hơi mạnh và đà di chuyển của Mata Soret cũng là hơi nhanh. Và đó là tình huống out bound. Turnover của California. Đó sẽ là bóng dành cho Gonzaga. Thảo My. Thảo My nhận bóng đối mặt với Williams. Ejim. Ejim nhảy ném midrange ở vạch ném phạt nhưng chưa thành công. Rebound của Mata Soret. Vẫn chưa có thêm điểm số được ghi ở trong hiệp 4 này. Macintosh. Cú ném 3 từ Mata Suarez. Bóng trắng rổ ra ngoài. Và có rebound dành cho Eliza. Vẫn đang đứng điểm từ cả hai đội. Thảo Vy. Không phải, đây là Thảo My. Vẫn đang giữ được bóng. Khá là khó. Thảo Vy. Được truyền hay cho Ejim. Và lay up không có điểm mất rồi. Cảm giác lên rổ không tốt lắm của Ejim trong hiệp đấu thứ tư này. California đang mắc hai lỗi đồng đội rồi. Tỷ số đang là 51-50. Một điểm cách biệt ít ỏi thì cho Gonzaga thôi. Mata Suarez. Có screen. Đường truyền vào phía trong và thủ tốt đến từ Gonzaga. Cướp bóng đến từ Thảo My. Và đây là Thảo Vy tiến lên. Đột phá vào trong. Đường truyền ra ngoài. Đội bạn rất nhanh. Nhưng trọng tài xác định là có bóng biên dành cho các cầu thủ Gonzaga. Và lấy bóng rất nhanh đến từ Williams. Có tham ao đến từ Gonzaga. Và va chạm khá mạnh của Thảo My ngày hôm nay. Tình huống rất nỗ lực của Thảo My để tranh chấp trái bóng vừa rồi.
Quay lại với trận đấu và bóng vẫn ở trong tay của Gonzaga. Tỷ số vẫn là 51-50. Quý 4 còn tầm 6 phút rưỡi nữa. Đường chuyền hay. Ejim lay up. Họ vẫn chưa có điểm. Sự là khả năng lay up trong quý 4 này của Ejim đang có vấn đề. Đã là tình huống lên rổ thứ 4 không có điểm của Ejim rồi. Lại là cơ hội gỡ điểm dành cho California. Chính xác hơn là cơ hội để dẫn trước khi mà khoảng cách bây giờ có 1 thôi. Mata Suarez. Đường chuyền ra ngoài, cú ném 3 điểm, không thành công. Vào rebound của Ejim. Hai đội vẫn chưa chịu ghi điểm. Thảo Vy. Tín hiệu đáng mừng là Thảo Vy đang kiểm soát rất tốt lỗi cá nhân của mình sau khi mắc 3 lỗi từ cuối quý 2. Hyman. Tiếp tục là Hyman, đội bạn khá to, lay up có lỗi rồi. À không, không phải lỗi. Bây giờ mới là lỗi. Lỗi với Ejim. Và có lẽ bây giờ sẽ là ném phạt. Bây giờ sẽ là quả ném phạt dành cho Ejim. Thành công hai phạt lấy lại cảm giác bóng nào. Cảm giác bóng của Ejim trong quý 4 là không thực sự tốt. Ném phạt cũng trượt đến từ Ejim. Hỏng ơi, hỏng ơi. Tay ném của Ejim đang bị mất ở trong quý 4 này. Phạt 2 thành công. Ném 2 được 1. 52-50. Cuối cùng điểm số cũng nhảy lên ở trong quý 4 này. Macintosh. Đường chuyền bóng vào phía trong dành cho số 12 của đối phương và đó là tình huống phạm lỗi. Lỗi với Ila lên. Hai quả phạt. Trọng tài thổi lỗi của Thảo Vy. Phải vừa nói xong. Mắc lỗi luôn ạ. Một phạt thành công. Mới xem xong Laker xong rồi á. Laker chắc là thắng rồi. Ila lên đã có 12 điểm. Cũng là 4 lỗi cá nhân. Ném 2 phạt chính xác. Có thể đột phá vào vị trí của Ila lên để câu lỗi nha. Ila lên cũng đã mắc foul trouble rồi. Maxwell. Đây là Hyman. Thảo My nhận bóng. Tiếp tục là Thảo My. Xoay sở khá khéo, không có điểm nhưng sẽ là hai quả ném phạt dành cho Thảo My. Lỗi cá nhân của Williams. Ok, sao rồi để thêm từ trộm ví ở đầu nhé. Blue Owl gần 40 điểm hay sao ấy. Y là lên ra nghỉ rồi. Một phạt thành công của Thảo My. Hôm nay đang có điểm số thứ 9, 4 rebound, 4 kiến tạo. Và vừa rồi là điểm số thứ 10, 2 phạt gọn gàng của Thảo My. 54-52. 4 phút 50 giây. Khoảng cách có 2 điểm thôi. Macintosh. Mata Suarez. Đột phá rất nhanh từ Mata Suarez. Lay up có điểm và đó là end one. Một pha ủi quá khỏe của Mata Suarez. Hyman là một cầu thủ không hề nhỏ một tí nào. Nhưng Mata Suarez vẫn ủi bay luôn. À không, như vậy là không phải end one. Đó là lỗi trước. Trọng tài xác định là lỗi trước của các cầu thủ bên phía Gonzaga. Lỗi tốt. Bây giờ là quả ném 3. Nhưng sau đó thì cũng là 3 điểm thành công đến từ California. Họ vượt lên 55-54. Hyman. Ejim. Đây là Thảo My. Maxwell chống trải ném 3 đáp trả. Không được nhưng có off rebound không? Không có mất rồi. Phòng ngự chưa thành công. Phản công dành cho California. Đây là Macintosh. Đường truyền sang
vị trí trống trải. Cú ném mid-range có 2 điểm được ghi nữa dành cho Williams. Và khoảng cách là 3 điểm dành cho đội chủ nhà California. Ejim không field goal của Gonzaga trong 5 phút vừa qua. Maxwell rơi bóng mất rồi. Tranh chấp khá quyết liệt. Và bóng quay trở lại với California mất rồi. Backcourt violation. Chính xác là backcourt violation rồi. Một tiếng chuyền bóng hơi bất cẩn của California và họ đã mắc lỗi. Trước đó là cú ném 3 thành công của cầu thủ mang áo số 10. Đó là Ladan Twidell. Ui, Snoop Dogg à? Sáu lần đổi điểm, 7 lần hòa điểm. Lagan lead của California là 9, còn của Gonzaga là 4. Sẽ có bóng biên dành cho Gonzaga và Thảo Vi đã quay trở lại sân. 3 phút 35 giây. Khoảng cách là 3 điểm. Một tình huống dứt điểm ở ngoài vòng bán nguyệt thôi. Tiếp tục là Thảo Vi. Vẫn chưa có khoảng trống. Maxwell cú ném 3 khó. 3 phạt. Chính xác hơn là and one. Không phải 3 phạt nhưng đó là 3 điểm và một quả ném phạt nữa dành cho Maxwell. Cơ hội cho một cú 4 point play đến từ Maxwell. Cú screen tốt đến từ Eliza. Và Maxwell có khoảng trống để tung ra cú ném 3. Và đó là end one. Cơ hội cho một cú 4 point play. Quả ném phạt thành công và 4 point play dành cho Maxwell. 58-57. Lại là thế dẫn trước cho Gonzaga nhưng có một điểm thôi. 3 phút 15 giây cuối. Cú ném 3 tiếp tục. Và lại là 3 điểm được ghi đến từ cầu thủ mang áo số 10. Back to back 3. 60-58 dành cho California. 2 điểm dẫn trước. Thảo My tiếp tục đưa bóng cho Maxwell. Đang có tay ném hot hand. Đường truyền cho Eliza. Troy đều cũng đang có 11 điểm ngày hôm nay rồi. Đường truyền hay và banh shot ghi điểm dành cho Ejim và kiến tạo thứ 11 của Thảo Vi rồi. 2 phút 35 giây cuối. Tỷ số đang là 60 đều. Gonzaga đã có bonus. Tiếp theo nên đánh vào bên nhiều hơn và câu lỗi thì cũng sẽ là một phương án hợp lý. Có screen. Trọng tài xác định là có lỗi trước đó. Ui Hảo ơi, Thảo Vi 5 lỗi cá nhân rồi. Cái này là 5 là out đúng không? Foul out rồi. Như vậy là Thảo Vi đã foul out. Tiếp tục là cú ném 3. Lần này thì hỏng rồi. Nhưng có rebound dành cho Williams. Những phút còn lại của trận đấu này, Gonzaga sẽ không có Thảo Vi. Mất đi một người có thể luân chuyển bóng tốt. Mata Suarez tiến vào trong. Spin move. Thủ hay. Và cướp bóng. Chưa được. Còn 1 giây thôi. Shot clock violation. Thủ tốt đến từ Gonzaga và họ sẽ có bóng trong tình huống tiếp theo. Turnover của California đang là 11 và điểm số mà Gonzaga tận dụng được đang là 15 điểm từ những pha turnover đó. Và gọi timeout đến từ Colisa. 1 phút 50 giây cuối rất căng. Này nhiều highlight. Không có mấy đoạn đầu mất 5 phút không biết có gì không.
One more time. It looks off balance. It doesn't feel off balance. On the little fade, little flare. Oh, yeah. Prydale came into this matchup shooting just under 29% from beyond the arc, but she's been heating up. Big performance against St. Mary's and a couple of big baskets here late in the fourth quarter from a freshman. Well, just in the fourth quarter, she is 3 of 5 from distance. Just incredible stuff. Now a big possession here with this game tied up at 60 apiece. Bóng biên dành cho Gonzaga, còn 25 giây tấn công. Cố gắng có điểm ở tình huống này nào, Ijim. Trọng tài xác định là có một lỗi nào đó, và đó là lỗi từ California. Và đã có bonus rồi, sẽ có quả đánh phạt dành cho Gonzaga. Bây giờ cứ mỗi lỗi của California thì Gonzaga sẽ được bước lên vạch ném phạt. Như vậy là Michel Onia cũng đã foul out. Mắc đủ 5 lỗi cá nhân. Ủa, quan trọng đấy, center của đối phương đúng không? Center phụ. Center thật đấy. Ủa, center phụ lại còn foul out trước ở center chính á. Review lại à? À đâu? Chính ấy, chính. Nhưng mà phụ ghi nhiều điểm hơn. Nhưng mà thời điểm này quan trọng là gì ba? Williams, Twidale, Suarez, Lane out on the floor alongside Leilani McIntosh. 145 to go, 60-60 the score. Hai quả đẹp. Trường hợp các bạn mà đau tim không thở nổi ấy, nhớ là vào group xem bóng rổ và like page thập cẩm nhá. Thì bọn mình có cập nhật tỷ số trên đấy trong những trường hợp những bạn sợ quá không xem được nữa. Hai phạt cho Callisto. Chắc tay nào. Một phạt thành công. Gonzaga có lại lợi thế dẫn điểm. Vũ nhiệt thế. Năm cả ra sân. Ném 2 được 1 thôi. Rebound của Ila lên. 61-60 vẫn khá là nguy. 1 phút 37 giây. Macintosh. Lỗi trước rồi. Sẽ là bóng biên thôi. Cho tiếng sân lên. Tiếng sân lên thì lại bị to cái tiếng bình luận. Bên này đội bình luận to quá. Hay quá. Chưa có cú steal của Ijim. Bóng vẫn trong tay của California. Macintosh. Như vậy là California cũng có bonus rồi. Năm giây. Ba. Cú ném 3. 3 điểm của Macintosh ở ngay thời khắc cuối cùng của shot clock tấn công. California có 2 điểm dẫn trước. Đột phá. 2 điểm được ghi dành cho Callisto. 6-3 đều và timeout đến từ California. 1 phút cuối vẫn căng. Vẫn là tỷ số hòa. Còn có 3 giây thôi nhưng mà vẫn để đội bạn ném rổ. Khá đáng tiếc. Và Macintosh ném 3 điểm thành công. May là ngay sau đó thì Callisto đã có một pha đột phá hay và đem về 2 điểm để cân bằng tỷ số 63 đều. Vừa rồi đã là điểm số 11 của Macintosh rồi. 11 điểm 10 kiến tạo. Một double. Hình như cứ hôm nào bình luận cái đài của Park 12 cái là lại căng. Hôm trước gặp Washington State cũng căng. Hôm nay gặp California cũng căng. Bóng biên dành cho California một phút cuối. Ác chừng là tầm khoảng 3 đợt tấn công. Macintosh. Ezelito được tung vào. Lỗi của Ezelito và hai quả phạt dành cho đối phương. Có lẽ là tung Ezelito vào lúc này là không hợp lý cho lắm. Vừa vào cái lại phải ra rồi. Hai quả ném phạt dành cho California.
Josh showing that veteran leadership. Been a regular in the starting lineup since she's been on campus. Now goes to the line with a huge opportunity. Một pha thành công. And sometimes it can almost get too quiet. A little bit of an eerie feeling here in Haas. The crowd's been getting into it late. But silence for McIntosh's first shot. You can see the double-double, 12 points, 10 assists. Hai phạt gọn gàng và khoảng cách vẫn là 2 điểm. Thêm một timeout nữa của Gonzaga. Dùng nốt timeout cuối rồi. Hai điểm cách biệt thôi. Hôm nay thằng anh cuốn hát tặng các bạn bài đi. Quản bia nhiều căng lắm, mất giọng. Hát đấy, hát tặng các bạn bài đi. Hôm nay mà lật kèo thắng hát tặng đấy. Gonzaga, no timeouts. Cal in great shape as far as that goes. Last time out for the Bulldogs, called by Coach Fortier. Cal shooting 45% from the floor, 35% from three. Look, just 16 from the line. The simple math, when you look at the scores, don't give up a three. Do not let Brenna Maxwell. Đội bạn còn thật ba timeout. Giữ timeout kỹ đấy. Kind of screen, a flare screen, and get an open look. You cannot afford an open look for Maxwell. That's like job one. You'll give up a two, tie game, we get possession, but don't give up a three. Maxwell leading all scorers with 18 points, 5 of 9 from beyond the arc. Đội bạn này còn 3, còn đội mình thì hết timeout rồi. And how much tougher it is to. Cả hai đều đã có bonus giống sự lúc đó. They can post people up, they can pick and roll, pick and pop, put it on the floor. Nếu tấn công cần phải có điểm của Gonzaga trong 30 giờ tấn công này. Thảo My. Bóng cho Ijim đối mặt với Ila lên. Rất to. Quyết định đột phá. Đường chuyền hay. Ok ạ. Không có điểm số được ghi. Không có điểm số được ghi cho tình huống lên rổ vừa rồi của Eliza. Được truyền là rất hay từ Ijim rồi. Vậy là trọng tài sẽ có một tình huống review lại xem là bóng của ai. Càng thế. Quả đấy mà lại không ghi điểm. Chưa chạm, bóng chạm mặt của đối phương nha, vẫn còn bóng xuống nha, chưa chạm của Eliza. Này Eliza không có một field goal thành công nào, 0-9 rồi. Bóng đập mặt của đối phương nha. Góc máy này sẽ cho chúng ta một góc máy dễ xem hơn. Chưa chạm nha. Vẫn sẽ có bóng xuống. Mình đoán là như thế. Với nhưng mà chưa tới. Cùng chờ đợi quyết định cuối cùng của tổ trọng tài. Going to be a very, very close call. And it's tough for both coaches because right now you're trying to prepare your teams for both eventualities. Remember, Gonzaga does not have another timeout. Left hand reaches. Quả này rút tay lại rồi, chưa chạm. With the first look, you can see that the right hand does not touch it. Vẫn đang xem lại khá kỹ từ tổ trọng tài. Both hands outstretched. Now, if you're in one of these huddles, what's the message when you don't know what the decision's going to be? Well, you've got to be prepared for both. Cal players being called back to the bench. Zags looking for their second consecutive win over a Pac-12 opponent. California on the brink of their first top 25 win of the season. First since they beat USC in February of this year. For Cal, they have the flexibility of timeouts. So if it's defensive, if they're on defense, they're going to talk about that. But if it's offense, they can take a timeout. Vậy quyết định cuối cùng sẽ là bóng xuống. Quyết định cuối cùng là bóng xuống dành cho
Gonzaga và họ vẫn sẽ còn 20 giây tấn công. May là Gonzaga vẫn còn lại 20 giây tấn công nữa trong tình huống bóng này. Vẫn còn cơ hội để gỡ điểm. Phát bóng biên. Thảo My là người inbound. Ijim. Thảo My nhận bóng, đột phá vào trong, pull up ném mid range, hai điểm quan trọng của Thảo My để cân bằng tỷ số. Timeout đến từ các cầu thủ bên phía California. Một cú pull up ném mid chính xác đến từ Thảo My để cân bằng tỷ số 65-65. Một pha chạy bài và screen hay đến từ Ijim và mở ra khoảng trống cho tình huống tiến vào của Thảo My. Một cú ném quan trọng ở crunch time. 65 đều. Vẫn còn 31 giây tấn công nữa dành cho California. Điểm số thứ 12 của Thảo My. Vớ vẩn là còn overtime ấy chứ. Overtime thì chắc chắn Gonzaga sẽ thiệt thòi hơn nhiều. Khi họ vừa hết timeout mà lại còn mất người. Nhưng mà trước mắt là phải cố gắng đép pha này đã. Một pha bóng mà có lẽ là California sẽ cố gắng tận dụng tối đa đồng hồ giây, tận dụng tối đa shot clock, để nếu chẳng may có ném hỏng thì vẫn sẽ có overtime. OT được thêm một timeout thì phải. Có cho thêm nha, nhưng mà thêm ít, thêm có một cái thôi. 11 lần đổi điểm, 11 lần hòa điểm. Trước mắt là phải thủ được quả này đã. Mata Suarez, Marquinhos đối mặt với Ezelito. Không lỗi nha. Quả này không cần phải phạm lỗi. Chắc chắn là họ sẽ đánh hết shot clock rồi. Cố gắng thủ thôi. Marquinhos và Ezelito vẫn tiếp tục đợi đồng hồ giây trôi đi. 5 giây. 4, 3, 2, 1 và thủ tốt và chúng ta sẽ có overtime. Golden Bears calling for the foul as time expired. Or is it a jump ball? Như vậy là có một cú jump ball. Và sẽ lại có review đến từ trọng tài. Vẫn chưa xong. Còn này thì lỗi gì? Một tình huống steal rất hay. Nhưng có vẻ là có một tình huống kéo tay của Eliza chẳng. Có vẻ có một tình huống kéo tay thì phải. Trọng tài vẫn xem lại tình huống video này. Mà nếu như xem lại thì khả năng là có lỗi của Eliza. What do you go to here? Ball can't touch the floor. You gotta go towards the rim and just do your best to get it up. California with a chance for a buzzer beater or forcing overtime. 0.5 to go. Khá là căng và tình huống đó nếu như trọng tài muốn bắt lỗi thì cũng khá là khó để có thể phủ nhận tình huống phạm lỗi. Đã có lỗi kéo tay của Eliza. Chỉ hy vọng là trọng tài không bắt lỗi rồi. Như vậy là vẫn là jumbo chăng? Trọng tài xác định là bóng luân phiên và vẫn sẽ là bóng xuống dành cho các cầu thủ California. Nhưng họ chỉ còn 0.05 giây. Rất may là trọng tài không bắt lỗi ở tình huống đó. Và với 0.05 giây này thì có lẽ là... thôi không nói nữa. Rất may là trọng tài không thổi lỗi ở tình huống đó. Sẽ chỉ là bóng biên trong 0.05 giây thôi. Boy, this is where you wanted to have Onya able to play.
Rồi, và không có gì cả, chúng ta sẽ có overtime. Hai trận đấu đánh ở Park 12 đều phải bước vào overtime. 65 đều. May quá. Yeah, foul out trong trận đấu đó. Còn hôm nay thì là Thảo Vy. Bóng biên hơi lạ. Chính xác là quả đấy trọng tài xác định là bóng luân phiên, nhưng không phải là phạm lỗi, nên là bóng biên thôi. Đúng mà. Còn nếu quả đấy là lỗi thì là ném phạt rồi. Đợt trước là Mi foul out, đúng rồi. Vì foul out từ cuối hiệp đấu thứ tư rồi. Nói gì cũng nhớ trộm vía. Ok ok. Bây giờ sẽ là tình huống tip off cho 5 phút của hiệp phụ. How much gas is left in the tank of these Cal Bears? Lane staying on the floor. Speaking of condition. Và một cú tip off tốt từ Ijim và bóng dành cho Gonzaga. 5 phút. Cố lên nào. Thảo Mi cầm bóng. Eliza. Đây là Maxwell. Đưa bóng cho Ijim. 15 giây tấn công. Thảo Mi vẫn tiếp tục nhận bóng. Đường truyền cho Eliza. 9 giây. 7. Đây là Maxwell. Hơi khó rồi. 3 giây buộc phải ném ngay. Và đó là cú 3 điểm vừa vặn đến từ Calistoc trước khi khép lại shot clock tấn công. 3 điểm tuyệt vời của Calistoc. 68-65. Macintosh khá dẻo nhưng lay up không thành công rồi. Rebound dành cho Gonzaga. Thảo Mi. Tiếp tục là Thảo Mi đột phá. Hiệu suất 3 hôm nay là 9-28 đến từ Gonzaga. Tiếp tục một vòng trái đất từ Thảo Mi. Đường truyền ra ngoài. 10 giây tấn công. Maxwell bị theo kém khá rát. Pick and roll. Nhưng sau đó là một tình huống hơi mất tập trung của Eliza. Chúng ta sẽ được xem lại tình huống ném 3 điểm rất hay trước đó của Calistoc. Vừa vặn với shot clock tấn công. Macintosh. Mata Suarez đối mặt với Ijim. Tiếp tục là Mata Suarez. Footwork khá hay nhưng lay up ra ngoài. Tranh chấp bóng và trọng tài xác định là bóng luân phiên. Và bóng lên dành cho Gonzaga. Trọng tài xác định là bóng lên. Ờ, lại xuống à? Vừa chỉ lên mà. Trọng tài vừa chỉ lên xong lại chỉ xuống rồi. Trọng tài xác định lỗi tấn công. Offensive foul. Offensive foul của Mata Suarez. Và bóng cũng vẫn trở lại với Gonzaga thôi. 3 phút 25 giây. Thảo Mi thoát đi. Đường truyền ra cho Eliza. Có khoảng trống. Maxwell cut and shoot 3. Hơi lệch. Nhưng có off rebound đến từ Calistoc. Quá hustle. Tiếp tục là Maxwell trả bóng lại dành cho Thảo Mi. Chậm nào. Switch sang vị trí theo kèm của Mata Suarez. Cú ném 3. Chưa có 3 điểm thành công. Và cũng không có offensive rebound. Mata Suarez. Spin move. Và có điểm được lên dành cho Mata Suarez. Rất khéo léo. One point game. Sáu bảy sáu tám. Eliza. Thảo Mi. Mata Suarez đã có 16 điểm ngày hôm nay. Tiếp tục là Maxwell. Còn 10 giây. Cú ném 3 của Maxwell. Chưa có 3 điểm. Trọng tài xác định là bóng lên khi bóng chạm tay của Calistoc đi ra ngoài.
Pha xử lý quá hay của Mata Soret trước đó. Bây giờ chỉ là một điểm cách biệt thôi. 2 phút 17 giây. Và sẽ là đợt tấn công dành cho California. Field goal trong hiệp phụ này là 1-4 từ Gonzaga và 1-3 từ đối phương. Bóc giao tốt và có một tình huống rebound thành công. Cali Stokes. Eliza chậm thôi, không phải vội. Bóng trong tay của Thảo My. Nào. Rất may là vẫn giữ được lại bóng. 11 giây. Thảo My được truyền rất hay. Một pha phá bẫy việt vị thành công đến từ Eliza và được truyền tuyệt vời đến từ Thảo My. Chọc khe quá hay. 76-7. 3 điểm cách biệt. Macintosh đột phá, đường truyền ra và turnover. Đường truyền quá mạnh và quá cao của Macintosh với đà bật nhảy của Williams và đó là turnover. Và truyền bóng rất hay đến từ Thảo My. Time out. Field goal đầu tiên thành công của Eliza. 1-11. Điểm số thứ tư. Khoảng cách là 3 điểm. 1 phút 28 giây. Vẫn còn khá nhiều điều ở trong trận đấu này sẽ còn ở phía trước. Tình huống tiếp theo sẽ là tình huống có bóng trong tay của Gonzaga. Và nếu như ghi điểm thành công thì họ sẽ có thể củng cố được lợi thế này. Now they're still just so close to finishing off a top 25 matchup. I hate to bring up last season, but 9 times against top 25. Gonzaga còn một timeout. Còn California còn 2. Còn cách là 3 điểm. Well, I think they're trying to learn how to do that because they have so many new players and so many impact players injured and not playing in this ball game. This Cal team, how good they are right now. Think about it, in a week or two or three or in a month. Chất lạc của Westbrook. Phi gôn 1-11 nhưng mà ghi điểm ở thời điểm quan trọng là được rồi. Cụ Westbrook thì phi gôn 1-11 nhưng mà đến thời điểm quan trọng vẫn trượt. Gonzaga, it's like you have this huge win. You beat number three, you're throwing ice water on your coach in the locker room, and you have to turn around, go on the road, and do it again. And that is when you're trying to become an NCAA team. Lên xem hồi giờ có anh Tâm. Anh Tâm hôm qua ném 23. You gotta come out and bring your best. Qua anh Tâm ném 23. Quý Kiên thì ném 33. Một rổ gạch luôn ạ. OT tính bonus từ cuối quy, đúng rồi. Bóng biên dành cho Gonzaga. 1 phút 30 giây cuối. Chắc bóng nào. Chắc bóng có điểm là sẽ có cơ hội. Thảo My. 17 giây tấn công. Vẫn đang cầm bóng từ Thảo My đối mặt với Williams. Đột phá. Bóng dành cho Eliza. Đưa bóng cho Ejim ở trong bên. Xoay sở khéo và hai điểm tay trái của Ejim. Hai điểm quan trọng. Ejim đã có một quý 4 không tốt. Nhưng vừa rồi là một điểm số quan trọng của Ejim. William traveling. Lỗi chạy bước của William. Và bóng trở lại với Gonzaga. Khoảng cách 5 điểm. Và bây giờ là bóng dành cho Gonzaga. Thời gian đâu rồi? Còn 51 giây. Thảo My đánh chậm lại. 20 giây cuối. Khoảng cách là 5 điểm. Có điểm quả này nữa là xong. Trọng tài xác định là có lỗi rồi. Và sẽ có hai quả ném phạt dành cho Thảo My. Một tình huống buộc phải phạm lỗi sớm thôi. Jordan Poole foul.
Hai phạt chắc chiêu nào My ơi. Hai phạt thành công là coi như thắng rồi. Hôm nay 12 điểm, 4 rebound, 4 kiến tạo. Ném phạt đầu tiên thành công từ Thảo My. Nếu như thành công quả tiếp theo thì khoảng cách sẽ là 7. Chính xác cả hai quả ném phạt của Thảo My trong crunch time. Trong crunch time thì Thảo My đang làm rất tốt. Thảo My chính là người đã có cú ném 2 điểm quan trọng để đưa trận đấu vào overtime. Time out từ California khoảng cách là 5 điểm. Họ có 37,1 giây tấn công. À nhầm, khoảng cách 7 điểm chứ. Lộn. Good experienced team in Washington State. We all know what the Cougs did a year ago and the kind of players that they have and the coaching staff. And the Zags lose that ball game. So second overtime game of the year. 7 điểm cách biệt 37 giây. Bây giờ cùng lắm phải ném quả ba thật nhanh thì may ra mới có hy vọng. They took that overtime loss to Washington State, learned from it, have delivered here. What's been the key? Có lẽ là cuối trận thì Mark Lee William đã tri ân đội nhà, tri ân đội bóng cũ với một tình huống phạm lỗi và một tình huống mark traveling hay quá rebound của Ezra Little. Lỗi rồi và sẽ có hai quả phạt dành cho Ezra Little. chắc chiêu. Cú ném ba không thành công là của số 10 là gì nhỉ? Twydale. Ezra Little sẽ bước lên vạch ném phạt. Một phạt thành công, ném phạt ngang vãi. Ném phạt thế này đúng kiểu New Wiggy ném phạt luôn. Ngang với rổ nhưng mà vẫn hiệu quả. Một phạt thành công. Hai phạt thành công luôn. Vãi ném quả phạt ngang vãi nhưng mà vẫn thành công. Run 8-0 từ Gonzaga trong hiệp phụ. Ném phạt đúng như Wiggin luôn, nhưng mà hiệu quả thì tuyệt vời hơn nhiều. Wiggin gọi bằng cụ. Cú ném 3. À đủ. Có 3 điểm được ghi của Mata Suarez. Time out đến từ Gonzaga. Khoảng cách còn 6 điểm. Vẫn kịp có một quả ném 3 từ Mata Suarez. Khoảng cách còn 6 điểm thôi. Cố gắng cầm bóng chắc và chất chiêu những quả phạt sắp tới thì mọi thứ cũng sẽ không phải là quá đáng lo cho Gonzaga. But just so impressive the way she can score from the inside out. She's so comfortable dribbling the basketball. It just doesn't seem like she has a weakness. Yep, just needs to continue to work on her conditioning, work on getting to know her teammates. Sẽ là phát bóng biên. Inbound cẩn thận là được. Ejim nhận bóng. Lỗi với Ejim và sẽ có hai phạt. Bây giờ thì liên tục hack foul thôi. The Zags will go to the line, Ejim here. And you look at Ejim, the early foul trouble, certainly not one of her best games. Hai phạt ever, dành cho Ejim. Bây giờ cứ ném phạt ngon là thắng. Một phạt thành công. Và crunch time nhưng Gonzaga vẫn ném phạt rất tín. Cây bảo sắp trả lại cầu cho cuốn tôi chịu. Chả không nhận. Một là bác cây làm, hai là nhà đài. Thế thôi. 78-70. Cú ném 3 từ William. Hỏng rồi. Vào rebound. Vậy là bóng xuống. Bóng xuống nhưng mà 0.8 giây thì có lẽ là xong rồi. Vậy trọng tài sẽ quyết định review lại thì hôm cuối này. Quả này thì thôi, cần gì review. Cho đội bạn bóng được. Tặng luôn đội bạn bóng đấy, ném đi. Mà trọng tài vẫn quyết định review lại. Tình huống hơi bó cẩn của trọng tài. Quả đấy cho luôn đội bạn bóng cũng được. Then, so
in the second half. Knocked down some threes, got to the free throw line, efficient there. À lộn, 8 giây. Tough angle to really call it off that one. Another thing Coach Smith mentioned is that she wants her team to push the pace, be able to run teams out of the gym. But they were going up against another team that's really good in transition. How do you feel like Cal handled the pace of this game? Lộn, nhìn nhầm. Thấy có số 0 ở đâu. Giật mình. Thực ra 8 giây cho đội bạn bóng được. Có sao đâu. 8 điểm cơ mà. Nhưng mà thôi, trọng tài đã muốn review rồi thì cũng được. Phải review mới clear kèo. Bóng rổ đại học thì nó try hard với cả nó chân chính hơn nhiều so với NBA. Kèo handicap như trừ 8.5 hay sao nhỉ? Hay là 3.5 nhỉ? Ừ, kèo đầu trận như là trừ 8.5 cơ. Như vậy là trọng tài vẫn sẽ xác định là bóng biên. À đâu. Như vậy là sau khi xác định lại thì bóng dành cho Gonzaga. Ok. Rồi. Ok, review lại thì bóng biên dành cho Gonzaga. Khéo là được thêm hai quả phạt nữa là clear kèo trừ 8.5 này. Có một tình huống thủ hay. Vẫn sẽ là bóng biên dành cho Gonzaga. Thảo My nhận bóng. E-Dream. Maxwell. Như vậy là xong rồi. Như vậy là không có thêm điểm số nào cả. Khép lại trận đấu. Sau overtime tỷ số là 78-70. Chiến thắng với cách biệt 8 điểm dành cho Gonzaga Bulldogs. Và họ có thêm chiến thắng nữa ở giải đấu lần này. Tỷ số là 9-2. Record là 9-2. Còn vừa rồi là trận thua thứ hai của California Golden Bear. Những chủ gấu vàng đã phải nhận thất bại trên sân nhà. Nửa sau của trận đấu là một thời gian thi đấu hoàn hảo của Gonzaga với lộ ngược dòng thành công. Và liên tục những